Sáng nay, xã Phú An sẽ tổ chức lễ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2023 và phát động tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng làng thông minh. Thưa quý vị, Phú An là xã nông nghiệp nông thôn, trực thuộc thành phố Bến Cát. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và mới đây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Phú An hôm nay mang dáng dấp của vùng nông thôn xanh tươi, bình yên nhưng cũng hiện đại, hội nhập. Từng người dân cảm nhận rõ lợi ích thụ hưởng từ nông thôn mới để từ đó thể hiện trách nhiệm chung sức đồng lòng xây dựng phát triển địa phương ngày càng đi lên. Chị Trịnh Thị Diễm Kiều là tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản 14B, ấp Phú Thứ, xã Phú An. Từ khi được tập huấn và sử dụng thành thạo mạng xã hội cũng như các ứng dụng công nghệ vào công việc, chị tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Ngày xưa em phải đi từng nhà em nhắc, ví dụ như có kế hoạch về lễ thì hưởng ứng người dân cùng nhau mà chung tay, ví dụ như là dọn vệ sinh đường phố này kia, thì em giờ chỉ cần vô cái nhóm, tạo cái nhóm của tổ thì em nhắn tin thì bà con cùng hưởng ứng thì nó sẽ nhanh hơn. Không chỉ chị Diễm Kiều, hơn 50% người dân ấp Phú Thứ sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh và các phần mềm nền tảng số, hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, người dân trong ấp không còn xa lạ với hình thức thanh toán trực tuyến. Công nghệ được áp dụng từ các mô hình sản xuất kinh doanh đến mỗi gia đình trong ấp. Vì thế, ấp Phú Thứ đạt tiêu chí ấp thông minh, giúp cho Phú An hoàn thành một trong ba tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tôi cũng rất vui được là chung tay góp sức vào được một tuyến đường kiểu mẫu. Hai bên tuyến đường là xanh sạch đẹp, có những hàng cây và những bóng mát. Tư duy với lại cách nhận thức về cái bảo vệ môi trường, về là lựa chọn những cái sản phẩm sạch và những cái sản phẩm được tạo ra từ những cái hệ thống, những cái công nghệ cao và góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Bên cạnh ấp thông minh, xã Phú An đảm bảo yêu cầu về tiêu chí thu nhập và văn hóa. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 88.710.000 đồng một người một năm, tăng 10,9% so với khi đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí văn hóa, Phú An có phong trào thể dục thể thao sôi nổi và đội nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả. Nhân dân ở xã Phú An rất là phấn khởi khi mà địa phương đạt được cái nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đây là sự chung sức đồng lòng rất lớn của chính quyền và nhân dân ở địa phương. Thì để phát huy những cái thành quả đạt được, thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ cố gắng duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được, rồi tiếp tục tuyên truyền và cho người dân sử dụng cái công nghệ thông tin cũng như là phát triển cái cơ sở hạ tầng mạng ở địa phương để phục vụ cái chuyển đổi số. Thật phấn khởi khi Phú An là xã đầu tiên của tỉnh Bình Dương được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng xây dựng thành phố Bến Cát văn minh hiện đại, sinh thái và giàu bản sắc.